ngay chỗ Quảng Ngãi nó có đường tắt về nè. À, đây nè. Ngay cái xăng, ngay thịt trụ hay là gì đó. Có cái đồ đó đi về khóc không á. À, được đi đèo Măng Đen hả? Đồ trời ơi, tôi đi lo khoan tôi đi đường đó đó. Má tôi đổ cái đèo gần 2 tiếng đồng hồ á. Tao nói mày á, đụ quá thằng tài xế rồi nó đứng trời không? Đèo Măng Đen có một cái đường đi ra ngoài ngay chỗ Nghĩa Hành. Đúng rồi. Rồi có một cái đường đi ra tới Đà Nẵng luôn. Mày đi cái đường kia thì tao nói một cái đường từ ở Quảng Ngãi đi lên nè. Ừ. Má chạy như là một thằng tài xế nào mới tập lấy xe là lên đó là chết luôn, xong đổ dầu. Nói về Nha Trang luôn. Đủ quá. Đủ không á? Rồi tôi coi số rồi. 415. Chạy ra tới Quảng Ngãi xong bỏ khách xong rồi xong rồi cũng xe 200 nó kêu lát về đừng hẹn cho gần này gì nhà nó ngay chỗ tôi rồi mình xiết vô phải không con này mình riêu vô nhà nó ngay chỗ bông bo đâu quá lúc nó tân hồng nó ngủ để cho ông anh nó chạy mà đem đè hoài luôn ông nó ngủ cái đường gì mà kỳ cục trời mà càng lên thì càng đường dần nhỏ phụ quá leo không lên đâu cái trăm cây hơn ấy. Ngoái mình quay đầu ngày 29 à. Ồ, 28, ấy... 28 một xe đi đường cầu Bà Di vậy đó. Mày làm sáng một xuống. Chủ xe nó nói hồi để kêu một bánh tiêu lên em chạy nha. Nó nói thôi ngừng tới rồi, ngừng hết rồi, ngừng hết rồi. Então...